Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thành phố Thanh Hóa phối hợp với Công an các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Ninh vừa bắt giữ 3 đối tượng gồm Phạm Gia Huy sinh năm 2009, Nguyễn Quang Huy sinh năm 2008 và Đậu Thành Phát sinh năm 2009 đều trú tại tỉnh Nghệ An về hành vi cướp, cướp giật tài sản. Trước đó, tại khu vực cầu Nguyệt Viên thuộc địa phận xã Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa, chị LTH bị ba thanh niên lạ mặt đi xe máy áp sát và cướp giật chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 24 giờ đồng hồ gây án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với Công an các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Ninh điều tra xác minh làm rõ và bắt giữ ba đối tượng Phạm Gia Huy, Nguyễn Quang Huy và Đậu Thành Phát là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản nói trên. Tại cơ quan công an, ba đối tượng khai nhận đi xe máy từ thành phố Vinh tỉnh Nghệ An ra Hà Nội, khi đến cầu Nguyệt Viên thành phố Thanh Hóa, thế chị LTH nghe điện thoại khi đang điều khiển xe máy nên đã cướp giật và bỏ chạy. Sau đó, ba đối tượng tiếp tục gây ra thêm ba vụ cướp khác ở tỉnh Ninh Bình và Hà Nam, rồi điều khiển xe máy ra Hà Nội để tiêu thụ số tài sản vừa cướp cướp giật được. Các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường An Bình, huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh.